Thưa quý vị và các bạn, huyện Long Hồ là một trong những địa phương của tỉnh Vĩnh Long có tỷ lệ các bệnh truyền nhiễm tăng cao, đặc biệt trong số các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Theo số liệu báo cáo thì Long Hồ đang đứng đầu trong tỉnh về số ca mắc hai bệnh này và chiếm gần 1/4 tổng số ca mắc bệnh trong toàn tỉnh. Và trước tình hình này, Trung tâm Y tế huyện Long Hồ đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống nhằm khống chế không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Các nhóm giữ trẻ tư thục, trường mầm non là một trong những địa điểm trọng tâm được Long Hồ tập trung tuyên truyền, giám sát và hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cho trẻ, đặc biệt là bệnh tay chân miệng, bởi đây là môi trường rất dễ lây lan căn bệnh nguy hiểm này. Tính đến trung tuần tháng 7, toàn huyện đã ghi nhận trên 260 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tuyên truyền cho các cái bảo mẫu hiểu được cái bệnh tay chân miệng như thế nào, là cách phòng ngừa và cách phát hiện và cách cách ly khi cháu bị bệnh. Ngoài ra bệnh sốt xuất huyết thì chúng tôi cũng tuyên truyền, nhưng mà tuyên truyền nó cũng trong cái lực lượng giáo viên, thứ hai nữa là các cái phụ huynh để họ nắm, họ về tuyên truyền cùng chung và họ phát hiện được bệnh con của họ để họ có cách điều trị và có cách để phòng bệnh cho tốt hơn. Đây cô giáo cũng chủ động là thường xuyên vệ sinh phòng lớp sạch sẽ, và hàng ngày á, là mỗi chiều về bé về á, là em vệ sinh phòng bằng lamin B, rồi đồ chơi của bé cũng thường xuyên rửa bằng xà phòng, rồi sau đó ngâm lại lamin B và đem ra mình phơi trực tiếp dưới ánh nắng. Còn các bé á, thì em hướng dẫn cho bé vệ sinh tay sạch sẽ sau khi chơi và trước khi ăn để phòng bệnh tay chân miệng. Còn như phòng cho bé tránh mũi đốt để mình tránh được cái bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay ngoài xử lý kịp thời các ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ, việc kiểm tra mật độ muỗi, lăng quăng tại các hộ dân cũng được cán bộ chuyên trách và cộng tác viên sốt xuất huyết tăng cường thực hiện. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của huyện là vẫn còn nhiều người dân chưa quan tâm phòng bệnh, các dụng cụ chứa nước vẫn còn lăng quăng, và theo nhận định của ngành y tế, đây là một trong những nguyên nhân khiến bệnh sốt xuất huyết tăng cao và nguy cơ bùng phát dịch rất lớn. Qua nhiều năm làm công tác phòng chống dịch bệnh thì chúng tôi rút ra được cái kinh nghiệm là nếu mà ở địa phương nào, ở xã nào mà chúng ta tập trung phòng chống dịch bệnh, nhất là chúng ta diệt lăng quăng cũng như diệt muỗi một cách triệt để, thì nơi đó thì ca bệnh sẽ xảy ra ít hơn trong thời gian sau. Nếu mà xã nào mà chúng ta ít tập trung, ít chú ý về vấn đề mà phòng chống dịch bệnh, nhất là diệt lăng quăng và diệt muỗi, thì số ca bệnh là ngày càng tăng lên. Thường xuyên diệt muỗi lăng quăng và vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho trẻ được xem là biện pháp hữu hiệu nhất trong công tác phòng chống sốt xuất huyết và tay chân miệng hiện nay. Và để phòng hai căn bệnh nguy hiểm chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng ngừa này, mọi người cần tích cực xóa môi trường sinh sản của muỗi, phòng muỗi đốt và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho trẻ.